Tại siêu thị Bixi ngày hôm nay, giá cho 1 kg thịt nạc lợn xay là giảm nhiều nhất, hơn 20.000 đồng 1 kg so với thời điểm cách đây hơn một tuần, giờ chỉ còn 131.000 đồng 1 kg. Ngoài ra thì tại hệ thống siêu thị này, các mặt hàng khác như móng giò, thịt nạc vai và ba chỉ cũng giảm từ 7 đến 10.000 đồng 1 kg. Đợt giảm lần này của siêu thị Bixi là nỗ lực của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng các cơ quan quản lý nhà nước trong mục tiêu bình ổn giá thịt lợn giai đoạn này nói riêng và thực phẩm nói chung trong giai đoạn cao điểm của Tết Nguyên đán. Hệ thống siêu thị Bixi cũng cam kết sẽ bán thịt lợn phi lợi nhuận trong thời gian 1 tháng tiếp theo phục vụ người tiêu dùng. Hiện nay thì ngoài Bixi thì siêu thị khác như Vinmart, hệ thống cửa hàng La Mai Sơn cũng đã giảm giá theo từ mức 3 đến 10.000 đồng các sản phẩm liên quan đến thịt lợn. Việc các chuỗi siêu thị, cửa hàng bán lẻ giảm giá cũng xuất phát từ việc hạ giá lợn hơi xuống mức dưới 85.000 đồng 1 kg của các doanh nghiệp chăn nuôi lớn như là CP, Marvin và Masan theo lời kêu gọi bình ổn giá của chính phủ. Trong thời gian vừa qua do giá tăng cao nên sức tiêu thụ thịt lợn giảm rõ rệt, cũng nhất là tại các trường học và các bếp ăn tập thể. Dự kiến trong thời gian tới giá thịt lợn hơi tại các chợ dân sinh cũng sẽ phải giảm theo nếu muốn giữ chân người tiêu dùng. Về phía các cơ quan quản lý, từ nay đến Tết Nguyên đán đã thông qua phương án cho các doanh nghiệp nhập khẩu thêm 100.000 tấn thịt lợn để vừa bình ổn giá và đáp ứng được nguồn cung trong nước.